rồi. Mang 250 thì tại cái đồng hồ thấy cũng đẹp quá. Cái kính lúp cũng được nè. Ba món rồi. Một cái kính lúp da băng nè, nhìn nè. Đó, bóng lên nè. Ok nè. Bình thường nhỏ nè. Qua camera. Sao qua camera không thấy bự bao nhiêu người ta? Nhìn ngoài thấy ok lắm rồi. Đây. Rồi viền đi nóc nè, da băng nè. Bắn này bắn mù, bắn tại bãi, cây đo nhiệt độ còn đẹp lắm. Nằm trong cái hộp nó đẹp. Sập. Một cái đồng hồ bấm giờ của Seiko mà nãy mua không để ý, nó có mở ốc rồi mà thấy sập sẻ. Ba món này bán mù là 250. Này bắt trước mấy ông đại chim mã mù 250. Mã mù 250 nè. Rồi tiếp mã mù 300 luôn. Anh nào bữa có mua ở trạm rồi là có tay nè. Tay này nó có mũi hút. Kiếm 50 thôi. Đó, mấy người ra bằng Hozan. Nó còn cái này luôn, một dây có cái cọng dây điện nó bị cắt, bốn dây, dây hơi còn dài luôn. Đó, ron rồi nè, này là cái nỉ nó bị mục, cái nỉ chặn chì. Đó, 300. Rồi khóa xe đạp. Xe đạp số Nhật bãi đổi số được. Cái này khóa xe đạp thôi. Thằng Nhật. Vậy tự đổi số cho anh em mình đang mới set lại số công. Để coi nó có chữ gì không. Nè cái set là mình xoay qua mình set. Xoay qua. Ừ. Này 1, 2, 3, 4 cái dòng nhỏ này nè. Ừ, cái này bán 150 đi. Nó khóa Việt Nam, Trung Quốc đây thì nó bán, này bán 120. Nó không có chữ da băng gì đó. 2, 4, 5 số.